Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng về việc Việt Nam kết án nặng nề đối với blogger Đường Văn Thái. Ngày 1 tháng 11, AFI tiếng Việt loan tình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quan ngại vì Việt Nam bắt cóc và kết án tù blogger Đường Văn Thái. AFI dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho hay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 31 tháng 10 đã bày tỏ quan ngại trước việc Hà Nội kết án tù 12 năm đối với blogger Đường Văn Thái. AFA nhắc lại, ông Đường Văn Thái còn được biết với tên Thái Văn Đường là người nổi tiếng vì đã đưa tin về tình trạng tham nhũng của các quan chức trong đảng, chính phủ Việt Nam và đưa các tin này lên mạng xã hội. Ông Thái bị mất tích tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 4 năm 2023 khi đang chờ định cư ở nước thứ ba sau khi được cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cấp quy chế. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng cho rằng ông bị an ninh Việt Nam bắt cóc ngay trên đất Thái Lan. Và đây là hình bản tin trên AFA. Theo AFA, hãng tin quốc tế dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, chúng tôi quan ngại trước việc kết án và án tù nặng nề đối với đường Văn Thái. Chúng tôi tiếp tục lo ngại trước những báo cáo cho rằng, Ông Đường Văn Thái đã bị giới chức Việt Nam bắt cóc tại Thái Lan và cưỡng bức về Việt Nam. AFA cho biết, chính phủ Hà Nội từ trước tới nay chưa bao giờ thừa nhận việc bắt cóc ông Đường Văn Thái. Trước đó, ngày 30 tháng 10, AFA đã loan tin về việc Hà Nội kết án nặng nề đối với blogger Đường Văn Thái. Theo đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 30 tháng 10 đã kết án ông Đường Văn Thái 12 năm tù giam và 3 năm quản chế trong một phiên tòa sự kính không có sự tham dự của gia đình. AFA dẫn một nguồn tin biết rõ về phiên tòa cho biết kết quả của phiên xử bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào chiều cùng ngày. Theo nguồn tin, tại phiên tòa ông Thái bị kết tội, đăng tải hàng chục video clip, bài viết trên Facebook và YouTube có nội dung chống phá đảng và nhà nước theo khoảng 2, phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, điều 117 làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bộ luật hình sự. AFA cũng cho biết truyền thông nhà nước Việt Nam hoàn toàn im lặng về vụ xử kính nói trên. Và đây là hình blog đường Văn Thái. Bên cạnh đó, AFA dẫn thông cáo báo chí ngày 30 tháng 10. Ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á cho rằng vụ an ninh Việt Nam bắt cóc ông Thái ở Thái Lan tương tự như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức vào năm 2017. Ông Robertson viết rằng không có từ nào để mô tả đầy đủ hành động đáng khinh và bất hợp pháp của chính phủ Việt Nam trong việc bắt cóc đường Văn Thái. Và bây giờ Hà Nội đang tiếp tục vi phạm bằng cách kết án ông với một án tù dài. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động chống lại sự đàn áp bất hợp pháp của chính phủ Việt Nam bằng cách điều tra và xử phạt những kẻ chịu trách nhiệm cho sự đàn áp xuyên quốc gia đó. Vẫn theo AFP, tổ chức văn bút Hoa Kỳ chia sẻ lại bài viết của AFP trên tài khoản X, đồng thời kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với Đường Văn Thái và trả tự do cho ông ngay lập tức. AFA trích dẫn tổ chức theo dõi nhân quyền gọi phiên tòa kính sự blogger Đường Văn Thái là mang động cơ chính trị, đồng thời yêu cầu Việt Nam hủy bỏ bản án và trả tự do cho ông. AFA cũng dẫn phát biểu của bà Alexandra của tổ chức phóng viên không biên giới cho rằng việc bắt cóc ông Thái và tuyên án tù nặng nề cho thấy mức độ coi thường thực sự của chế độ Việt Nam đối với quyền tự do báo chí. Còn ông Swan Crispin, đại diện cấp cao khu vực Đông Nam Á của Ủy ban bảo vệ các nhà báo gọi việc kết án tù này là một sự sỉ nhục, AFA cho hay. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng về việc Việt Nam kết án nặng nề đối với blogger Đường Văn Thái. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cần phải dẹp bỏ tuyên giáo để cởi trói cho tự do ngôn luận và xã hội dân sự. Ngày 1 tháng 11, VOA Tiếng Việt có bài Hai nhà hoạt động, tuyên giáo không còn hợp thời, nên dẹp, cần cổ suý xã hội dân sự. Theo đó, VOA cho biết, nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam mới đây căn dặn bộ máy tuyên giáo chớ có giáo điều, nói không đi đôi với làm. Hai nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội nói rằng, ngành tuyên giáo đã lỗi thời, hại nhiều hơn lợi và nên dẹp bỏ. Vì quay trích tường thuật của một số báo nhà nước, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm họp với Ban tuyên giáo Trung ương của Đảng ngày 29 tháng 10 và đề ra mục tiêu của công tác tuyên giáo trong giai đoạn cách mạng mới là phải tạo ra sự thông suốt, đoàn kết, nhất trí trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện các chủ trương, quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Và đây là hình bài trên VOA. Ông Tô Lâm đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo và ông cảnh báo rằng nếu đội ngũ cán bộ làm tuyên giáo không thực chất, không thực lòng, không đổi mới, không sáng tạo thì không đi vào lòng người, lòng dân. VOA dẫn lời của tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng nhận xét Cuộc họp của ông Tô Lâm với ban tuyên giáo trung ương cho thấy cơ quan này có tầm quan trọng hệ thống chính trị. Ông Hùng lập luận rằng ban tuyên giáo trung ương là công cụ của chính quyền thực hiện việc tuyên truyền nhòi sọ, một chiều, dối trá theo cách dùng từ của ông để biện bạch về sự tồn tại của hệ thống và thúc đẩy tính điều sai trái về chủ nghĩa mác lênin Nếu muốn đất nước này thực sự bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương mình của dân tộc như lời khẳng định của Tổng bí thư Tô Lâm. Tôi nghĩ ban tuyên giáo cần phải là một trong những cơ quan đầu tiên bị dẹp bỏ, vứt vào sọt rác, ông Hùng khẳng định. VOA dẫn bình luận của nhà báo, nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Trên cho rằng ít ai quan tâm nói tới Mark Lenin, đấu tranh giai cấp. Thời đại này thông tin qua truyền thông, mạng xã hội nhiều rồi. Người dân thích cái gì, người ta tìm đến cái đó. Người ta tập trung rất nhiều vào đời sống, cách làm ăn, cách sinh hoạt, vui chơi, giải trí. Cần tuyên truyền về những điều đó dân sống hữu ích hơn, lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. VOA nhắc lại, hồi tháng 9 năm 2023, Liên Hiệp Quốc ra một báo cáo, trong đó nói rằng chính phủ Việt Nam đã ra tay tăng cường kiểm soát, ngăn cản, bắt bớ, làm cho không gian hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự bị thu hẹp. Về vấn đề này, ông Chen đưa ra nhận xét như sau. Tổ chức xã hội dân sự xuất hiện rất nhiều, từ năm 2005 đến năm 2015, năm 2016, nhưng sau đó bị đàn áp, bị dẹp, những người trong các tổ chức đó bị đi tù rất nhiều. Bây giờ các tổ chức xã hội dân sự không còn hoạt động. Để phục hồi lại, có lẽ phải chờ sự cải mở của nhà nước theo những cam kết của nhà nước với quốc tế về việc Việt Nam đổi mới. VOA cho hay nhà hoạt động Lê Anh Hùng có chung suy nghĩ. Ông nói, ở các nền dân chủ hiện đại, xã hội dân sự là xương sống, là một trụ cột muốn Việt Nam thật sự vươn mình lớn dậy trong kỷ nguyên mới, một trong những ưu tiên đầu tiên là phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển của hệ thống các tổ chức xã hội dân sự. Điều đấy chắc chắn sẽ góp phần lan tỏa ra những hiệu ứng tích cực khác trong xã hội. Theo ông Hùng, nếu nhà nước Việt Nam không can thiệp, người dân sẽ được thực hiện các quyền tự do cơ bản theo hiến pháp, các tổ chức xã hội dân sự sẽ xuất hiện trở lại một cách tự nhiên, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân trong xã hội hiện đại chỉ cần Việt Nam gỡ những nút thắt, những trói buộc này, tự khắc các tổ chức xã hội dân sự sẽ ra đời và phát triển. Đồng thời nếu Việt Nam gỡ bỏ những trói buộc khác, tự khắc đất nước sẽ vươn mình lớn dậy mà không cần một lời kêu gọi nào cả. Ông Hùng đưa ra nhận định. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cần phải dẹp bỏ tuyên giáo để cởi trói cho tự do ngôn luận và xã hội dân sự. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thảo báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.